di tản chắc chắc di tản này không, lúc di tản với lại lúc ra trường, lúc di tản nhớ nhớ ông trọng lắm, nhớ nó ủa chết 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 rồi không biết nó đâu rồi. Thôi có gì Phan Thiết gặp anh em người ta bay về Long Thành rồi bay bay về Long Thành, người ta không vô Long Thành ta về Sài Gòn luôn. Ông biết có một cái thằng nó là liễu tất đến mức như thế này, đến cái ngày người ta chọn đơn vị đi ra đơn vị nó không lên để biết lễ chết không 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 nó lên nó lên mà nó trễ là thằng gà thằng liếc à. Thằng liếc lúc mà nó lên là người ta chọn mẹ nó đơn vị hết rồi ông mới đâm đầu vào liếc nó kể ta mới biết gọi trò này nó lên cái mấy lính cả nó trời ông vô lẽ đi người ta chọn đơn vị hết rồi ông đi đâu hết rồi nó chạy vô nó kể là mình mới biết mà trọng sau cùng mà ra đơn vị gì cắt đâu đâu cần nghỉ dù à còn tôi á ông về gì thằng đầu tiên của khóa 28 chọn biết được quân không à. Nói vậy cũng không đúng, tôi chọn là thủ quân lục chiến à. Để tôi đi lên không biết cái thằng nào cũng khóa mình nó đi ơi mày để lại cho nó tao đi rồi ok để lại cho mày chơi luôn quân chiến cái xuống cái hồi kêu tới mình lên chỉ còn có biệt động quân lỡ chơi biệt động lên ngoài hồng lắm nha biệt động quân xa đảng ấy. Thế sao đem anh lợn lên đó mình nhớ luôn á. Vậy hình này sao lợn lên đó chứ là bây giờ phải 20 tuổi à. Đấy. Ngồi xuống. Rồi. Tôi đang quay phim ngồi trái hết ngồi xuống. Rồi ngồi xuống. Sit down. Đây. Nói gì đi. Không, này dần chứ. Bây giờ năm nay ỉ được có 1 tuổi chứ. Hả? Năm nay ông 21 tuổi chưa hay bao nhiêu? Năm nay ông bao nhiêu tuổi? 21 chưa? Ông còn trẻ. Tuổi hút thuốc chưa? Tụi mua rượu chưa? Đúng. Đi khai cu chưa? Khai từ hồi từ trên trường. Sứ thần kinh. Sứ thần kinh, sông Hương, núi Ngữ. Khai đó là khai được đó. Nhưng bây giờ ông về chưa? Ngoại đấy. Để mà cái chuyện kia không phải. Cái sứ thần kinh. Đâu? Chưa? Đi cái hồi thấy hồi cái nói gì nói mấy được cũng mua được mấy trái xê dập sập gì nhá. đi lên cái miếng ván để lên hàng không hôm nọ á cái gặp thằng gì nó bảo máy thằng gì mày có xê sập gì cho tao miếng chuyện bạn bè chơi luôn lấy đưa nó ông bôi sao ông đi ông bôi cái ông rớt đất mất mẹ cái xe xây dựng gì trước mà lúc đó ông bôi nhiều quá không biết không nóng mẹ nóng quá đó chắc thằng chắc Minh quá cái gì thằng Minh thằng Đỗ Minh không Đỗ Minh mất kỳ đôi dai Đỗ Minh mất kỳ Đỗ Minh đại đâu nào mang vô trong luôn cho nó chắc không. Không nhưng mà tôi nói ông này, bây giờ ông Trương Bộ Bì mới tuyển đó, đang tuyển sinh đó, đang tuyển để vô đó, ông có chịu vô để làm tân của sinh không? Người ta có tuyển đó, 53 này. À, 2013. Cái đấng trẻ mà sau này già là vô luôn. Đấy, vô luôn. Thì việc đơn cũng kịp.
Thực hiện đập đất. Biết không? Nói rồi. Nói nhiều đêm á. Nằm mơ. À. Nằm mơ thấy anh em mình tập hợp một trường. À. Ở thiệt á. À thiệt các tù rồi đó. Thiệt. Tổng tay nữa. Tổng thấy nằm mơ á. Thấy anh em mình tập hợp một trường. Trời ơi. Trình tập hợp một trường. Trời ơi. Quần áo tập hợp một trường. Trời ơi. Lúc đó mấy cái bàn chỗ sông Hương ấy, hoặc không phải chỗ sông Hương mà trên cái tay này không ấy. Trời, mấy ông là những con người bác tình bác nghĩa. Mấy ông đi đâu tới giờ mấy ông mới về. Mấy bà nói một cách tranh móc. À. Mấy ông đi đâu tới giờ mới về. À. Và lúc đó tôi giật mình, chết mẹ mình không biết mình có thiếu nợ vào này không. Lúc đó giật mình nhớ. Mà nói một cách đâu giật mình. Cái tối nằm mơ. Thấy về trường, nhưng mà về sau tới lúc mà về trường ý đi thiết giác để thụt trong đá. Không anh đâu vừa đây là cũng đỡ đã quen thân hộ á, cũng giận hộ gọi là lời thăm, anh gọi hỏi cho tôi đó. Cho quan mà hỏi thăm ông là bữa nay còn đỡ hay không sao mà tôi nói là bữa nay tôi chưa gặp lại cho nên tôi lại từng ngày. Cách tôi khoảng cây số. Tiểu sách rồi. Dân Phụ Đức mà. Đúng không? Tôi mời. Chờ. Dân Phụ Đức vô. Cây vô. Vô cây. Vô cây. Mấy chả hoa làm quá mười cặp ơi. Này này, Thủ Đức luôn nè, Thủ Đức luôn nè. Ừ. Sách rồi. À. Cái biểu diễn như lúc đó thấy thằng Trọng nó núp sau lưng nó. Trình kiếm vỏ nó, trời làm quá. Làm quá. Trình vỏ bây giờ ở đâu, ông biết không? Trình. Bắc từ xưa rồi. Nhật. Á ồ, giỏi quá. Nhớ đó Trân, chuyện giỏi bên Nhật kìa. Nó là bên Nhật. Vậy là good rồi. Đâu đấy, cái chuyện chứ nhớ được không phải. Nhớ cái kỷ niệm anh em mình sai rồi. Còn ở trong trường á, nói ủa sao cái thằng này nó nhỏ con mà nó ghê. Nó thú vỏ theo cái kiểu này nè. Đúng không? Đúng không? Nhớ Lê Phúc Phật thụ ngõ theo kiểu nào? Lê Phúc Phật thụ ngõ theo kiểu người ta thì vậy á. Không, tôi nhớ kiểu của Lê Phúc Phật. Lúc đó tôi nói, ủa, tụi mày sao nó thụ ngõ gì kì á? Nó thụ ngõ rồi, đá bay, nó đá vào lái. Đúng không? Còn cái ông này, ông thần này nữa. Ông thành này mua vỏ tùm luôn khóa lầm bắt làng chết mẹ luôn lúc nào cái mua mày bơi cuồng á là kêu ổng ra bắt ông là trời ơi ông đây sao ông ba hoa quá nãy ông quậy tôi vậy ông thấy ông sùm lên không chờ tới tối mới quậy á tối quậy ngày thôi ngày còn được miễn quậy hết cứ thoải mái